Ở một ngôi làng nọ, có một bọn cường hào ác bá vô cùng khốn nạn. Thích ai thì bọn chúng sẽ uính, ghét ai thì bọn chúng sẽ phang, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia và chẳng ngán bố con thằng nào. Toàn lũ cặn bã không làm mà đòi có ăn, nên chúng luôn rình mò hở ra là đòi ăn cướp của những người dân nghèo trên răng dưới bình xăng. Thậm chí có cái hồ nước duy nhất thì bọn chúng cũng ngang nhiên độc chiếm để sản xuất thuốc phiện. Trưởng thôn đến thương lượng thì hắn dọa sẽ tru di cửu tộc. Bà con không chịu được nên người thì bỏ đi về một phương xa, người thì uống thuốc sâu tự tử. Ấy vậy mà bọn chúng vẫn hả hê ở nhà lầu đi xe hơi, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, ăn chơi nhảy múa. Tuy nhiên bọn chúng lại không biết rằng trên đời này có ba chuyện tuyệt đối mẹ con đấm vào mồm cũng chớ dại mà làm. Một là bắt cóc cờ rớt của mấy thằng độc thân, hai là chồng nhầm vào thằng giỏi võ và thứ ba là dạy cách nhà giàu tiêu tiền. Ấy vậy mà lũ giang hồ xóm này lại mắc cả ba sai lầm trên cùng một lúc vì đụng nhầm vào anh chàng này, đó là anh chàng Ha Sa đẹp trai. Nhìn anh ta mặt mũi hiền lành, ăn mặc giản dị nên ai cũng lầm tưởng là một cu li sách xô vác xi, nhưng thực ra lại là một cao thủ võ lâm chính hiệu. Không những thế, Ha Sa còn là con trai của một nhà tài phiệt giàu nhất Ấn Độ, nhà chả có gì ngoài điều kiện, tiền tiêu vặt cũng đủ đốt cháy cả cái chuồng lợn nhà bà hàng xóm lắm mồm. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp năm trường đại học danh giá trên thế giới cũng như lấy được kinh thư ở Thiếu Lâm Tự, Ha Sa không theo ý của bố già tiếp quản tập đoàn Vinacon mà lại luôn cảm thấy chán ghét cuộc sống giàu có của mình. Ông bố hỏi tại sao con không tiếp quản việc kinh doanh của cha thì Ha Sa hỏi lại rằng vậy tại sao cha không tiếp quản lại việc làm ruộng của ông nội. Bố già cũng đến xa mạc lời, tưởng rằng thằng con 25 năm vẫn chưa một mảnh tình vắt vai nên thành ra dở hơi tập bơi. Ngày hôm sau, Ha Sa được làm mối cho một tiểu thư cao dàn thoảng mái vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, Yamaha muốn tầm thường này làm sao có thể khiến một anh thanh niên trung thủy với đôi bàn tay như Ha Sa lay động được, vậy nên anh đã thẳng thừng từ chối rồi đứng dậy rời đi. Thực ra Ha Sa không hề ngáo đá, anh rất thông minh và nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng thương người. Thấy cha mình chỉ biết có tiền mà đối xử với nhân viên một cách tệ bạc, không có lòng thương cảm nên anh mới chán ghét cuộc sống này. Anh không muốn là một cỗ máy kiếm tiền như cha mà chỉ muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà thôi. Có một lần Ha Sa cầm 400 triệu đi cứu gia đình của một nhân viên già, nhưng khi về đến nhà thì ai ai cũng chỉ trích anh như một thằng ngốc. Tuy nhiên anh vẫn kiên định với lý tưởng và lòng tốt của mình cho đến cùng. Trong một bữa tiệc sinh nhật của thằng bạn thân, Ha Sa đã vô tình gặp cô nàng Charu xinh đẹp, tưởng rằng trái tim băng giá của anh sẽ chẳng ai có thể làm tan chảy, nhưng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng ngây thơ vô số tội của cô nàng Charu đã làm cho anh cứng hết cả người. Không những thế, ngày hôm sau hai người còn vô tình gặp nhau trong một khóa học về phát triển nông thôn ở trường đại học. Cùng chung ước mơ là đổi mới những miền quê xa xôi hẻo lánh ngày càng trở nên giàu đẹp, hai người đã nhanh chóng có một mối quan hệ trên tình bạn giới tình yêu. Hàng ngày Ha Sa thường xuyên đưa đón người đẹp từ trường về ký túc xá, khiến cho lũ bạn của cô nàng luôn cảm thấy gato. Tuy nhiên tán mãi mà Charu chẳng đủ và biết rằng cho ăn nhiều quá thì sẽ thành bội thực, Ha Sa liền dùng kế lạnh lùng boy giả vờ như không quan tâm, khiến cô nàng cảm thấy trống vắng trong lòng nên đã chủ động nói lời yêu anh. Kể từ đó hai người đã chính thức trở thành một cặp đôi hoàn hảo, đi đâu cũng dính với nhau như hình với bóng. Tuy nhiên họ lại không hề biết thân thế của nhau như thế nào. Vào một ngày nọ, khi chị đẹp Charu đang hẹn mấy con bạn lốn thổi đi tà tưa thì vô tình thấy mặt người yêu của mình trên cuốn tạp chí Những Người Giàu Nhất Thế Giới. Không những thế, cô còn biết rõ ông bố của Ha Sa là ai và có xuất thân như thế nào. Ngay sau đó, cô nàng đã nói lời chia tay với Ha Sa vì cho rằng người giàu thường không tốt. Cô nói rằng bố em và bố anh là hai người bạn thân cùng làng. Tuy nhiên bố em thì ở lại bảo vệ những người dân nghèo khổ, còn bố anh thì bỏ mặc quê hương lên thành phố kiếm tiền và kiêu ngạo, chẳng bao giờ thèm vác mặt về quê, vậy nên chúng ta chẳng thể nào hợp nhau, cố gắng cưới nhau về cũng chỉ khiến mất tiền mua nồi niêu xoong chảo vì suốt ngày choảng nhau mà thôi. Nói xong cô nàng quay đít rời đi. Cùng lúc đó ở ngôi làng, một sự việc động trời đã xảy ra, ngôi trường tiểu học duy nhất ở nơi đây đã bị sập, khiến cho bốn đứa trẻ thơ ngây phải bỏ mạng và nhiều người khác bị thương, mà kẻ gây nên thảm cảnh này không ai khác chính là tên cường hào ác bá Johan. Do hắn ta rút ruột công trình ăn chặn tiền xây dựng trường học của người dân nên mới ra nông nỗi này. Ấy vậy mà hắn chẳng thèm mảy may, chỉ đền cho mỗi nhà một chiếc quan tài rồi bảo phóng viên viết bài nói rằng bọn trẻ bị đuối nước hay rắn cắn cho qua. Người nào dám chống lệnh thì hắn sẽ dùng cái chày to tổ chảng phang cho tới khi nào nhìn thấy ông bà rời suối vàng về rước đi thì mới dừng tay. Bố của cô nàng Charu cũng vô cùng đau xót, mặc dù là trưởng thôn nhưng ông cũng không thể nào chống lại được lũ khốn nạn này, càng ngày càng làm gia đình phải bỏ của chạy lấy người để bảo toàn tính mạng. Ông cố gắng khuyên nhủ họ hãy ở lại xây dựng quê hương rồi một ngày cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng chẳng còn ai tin vào điều đó. Về phía anh chàng Ha Sa, sau khi nghe những lời cay đắng từ người đẹp, anh quyết định trở về quê hương xem rốt cuộc gia cảnh của hai người khác nhau như thế nào. Hơn nữa anh lại rất muốn giúp đỡ những người nghèo nên có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt. Tuy nhiên gần đến ngôi làng trong truyền thuyết mà cô người yêu kể thì Ha Sa đã gặp một đám người, chúng chặn đầu một chiếc xe khách rồi lôi cổ hai người đàn ông xuống, định hổ báo cáo chuồn đánh đập. Thì ra đây là hai phóng viên, họ đã âm thầm thu thập các chứng cứ tội ác của lão già Johan để đưa ra ánh sáng, nhưng bị phát hiện nên đã bị bọn chúng truy sát. Anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha, Ha Sa tốt nghiệp lò võ Thiếu Lâm Tự đã lâu
lâu nay mới có cơ hội được tập thể dục buổi sáng. Anh xuất hiện như một vị thần và nói rằng 10 con chó cắn một người mà chúng mày không thấy nhục sao? Chưa bao giờ có ai dám nhìn đều bọn chúng, chứ đừng nói sỉ nhục như Hasa, thằng đại ca nói. Ái chà, mạnh mồm đấy chú em, sáng ăn khoai ngứa hay sao? Vừa dứt lời, một thằng xông lên thì bị Hasa vả một phát Santo cho 3 vòng trên không. Thấy vậy, những thằng khác lập tức vác hàng nóng xông lên. Tuy nhiên bọn chúng đâu biết các tuyệt kỹ kim cang phục ma của Thiếu Lâm Tự mà Hasa đã học lợi hại tới cỡ nào. Gì chứ cái lũ này thì anh nhẹ nhàng cũng quăng như quăng đống cứt không hơn không kém. Một thằng đến thì một thằng gục, hai thằng đến anh tàng chết cả hai. Thằng đại ca thấy vậy thì toát hết cả mồ hôi trên lẫn mồ hôi dưới. Hàn xông tới thì bị Hasa bẻ tay, sau đó cho độ cứng của bộ óc chó với đống gạch cạnh bên. Sau đó anh uýnh cho lên bầu xuống ruộng mà không thương tiếc. Cuối cùng Hasa chốt một phát đạp thối nát tim gan, mấy thằng còn lại thì mặt xanh như đít nhái cúp đuôi bỏ chạy. Tới Sơn Trang, Hasa đánh con siêu xe chạy bằng cơm của mình đi thám thính xung quanh. Tuy nhiên ngôi làng này đúng thật nghèo rớt mùng tơi, chó ăn đá, gà ăn sỏi vô cùng hoang vu hẻo lánh. Trẻ em thì phải học dưới gốc cây, nước sạch không có mà uống, đạp cong cả lưng cũng chẳng có cái nhà nghỉ nào, nên Hasa đành phải qua đêm ở một cái miếu hoang. Ngày hôm sau, có một người tốt bụng thấy Hasa ngồi thù lù một đống nên đã đưa anh tới nhà của trưởng thôn. Tuy nhiên Hasa không hề biết đây là cha của chị đẹp và là bố vợ tương lai của mình. Anh nói rằng mình là sinh viên đang nghiên cứu phát triển nông thôn nên muốn ở lại đây để tìm hiểu. Được cái trưởng thôn rất nhiệt tình, trực tiếp sắp xếp cho Hasa ở trong một căn nhà mà người chủ đã bỏ đi cách đây 25 năm nhưng không quay lại. Ngày hôm sau, anh đang sửa xe thì vô tình nghe được dân làng đang tính chuyện xây trường học cho bọn trẻ, nhưng tiền ở đâu ra thì bọn họ còn chưa biết. Không nói một lời, Hasa liền viết chi phiếu 800 triệu đưa cho trưởng thôn để xây dựng một ngôi trường mới. Điều này làm cho mọi người cảm động rơi nước mắt. Ngày hôm sau, dân làng tiến hành làm lễ động thổ để khởi công. Thấy vậy, tên bạo chúa Johan mũi thính hơn chó đã ngay lập tức có mặt. Hắn muốn dân trí nơi đây càng thấp thì càng dễ ăn hiếp nên buông lời dọa dẫm. Tuy nhiên Hasa không hề sợ, hắn còn nói móc: "Mày xây được trường liệu có xây được bệnh viện hay không? Bọn họ được voi đòi hai bà trưng, mày không đủ tiền đáp ứng được đâu." Hasa cười và nói: "Không sao, nhà chả có gì ngoài tiền, hái trăng xuống cũng không vấn đề gì." Tên bá chủ trong thôn thấy Hasa chém gió như thần, cứ tưởng thằng điên nên không thèm để ý nữa. Hắn bỏ về tính kế phá hoại sau. Lúc này, người dân trong thôn liền đòi Hasa sửa đường, giống như anh đang mắc nợ bọn họ vậy. Nhưng Hasa lại vô cùng vui vẻ và liền đồng ý, bởi lẽ anh tốt bụng nên chưa bao giờ phải suy nghĩ về những gì mình cho đi. Đúng là mùa xuân hoa nở là vì Hasa. Ngay sau đó, với những kiến thức đã học và tiền nhiều như giấy, anh đã cho khởi công tất cả các hạng mục công trình, từ đám cưới đám ma cho đến làm nhà bốc mả, anh cũng đều cân hết. Hasa quyết tâm biến nơi đây thành một nơi trù phú, tiện đường trường trạm, thậm chí là rạp chiếu phim, bể chứa nước hay gì cái gì cũng có. Trong khoảng thời gian này, Hasa cũng luôn bên cạnh bà con và thấu hiểu được nỗi thống khổ của cuộc sống nơi đây. Có những người bạn mới, có cuộc sống mới khiến anh không còn buồn phiền vì nhiều tiền như trước kia ở thành phố nữa. Cùng lúc đó, tên cường hào Johan chuẩn bị hành động phá đám các công trình thì nhận được cuộc gọi từ thằng anh trai đang làm bộ trưởng bộ an hại. Hắn ta nói, anh sẽ bị mất chức bộ trưởng của mình trong nhiệm kỳ sắp tới nếu không có cống hiến gì, vậy nên cứ để thằng dở hơi đó xây dựng rồi anh sẽ nhận công lao về mình. Nghe lời anh trai, Johan đành chống mắt nhìn Hasa cải cách nơi này mà không dám động vào. Chỉ sau 3 tháng, ngôi làng đã biến thành một khu nghỉ dưỡng ngàn sao vô cùng hiện đại. Đúng lúc này, cô nàng Charu xinh đẹp đã kết thúc khóa học và quay trở về. Cô ấy vô cùng kinh ngạc vì không ngờ thôn làng lại thay đổi một cách chóng mặt. Đổi mới quê hương là nguyện vọng nhiều năm qua của cô, nhưng nay đã được thực hiện hết rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cha cô nói có một người đàn ông xuất hiện như thần đã giúp dân làng làm việc này. Đúng lúc đó Hasa bước vào, cô không ngờ rằng người đàn ông đó lại chính là anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tuy nhiên Hasa lại không hề có phản ứng gì, thậm chí hai người còn coi như không hề quen biết. Sau khi cơm no rượu say, người đẹp đến tìm Hasa rồi buông lời cay đắng. Cô chửi rằng, vì muốn cua được tôi mà anh không từ thủ đoạn, mò tới tận đây để lấy lòng cả bố mẹ vợ, bỏ ra cả đống tiền khổng lồ để đạt được mục đích cưới được tôi sao. Tuy nhiên Hasa mặc cho chị đẹp tưởng bở, còn anh thì chẳng thèm để tâm, bởi vì nơi đây cũng chính là quê hương của anh, từ lâu anh đã coi dân làng chính là gia đình của mình. Buổi tối ngày hôm sau, Hasa phát hiện có người bán rượu trong thôn, mà đây lại là sản nghiệp của tên cường hào Johan. Hasa vô cùng tức giận, anh đang muốn người dân bỏ rượu để chuyên tâm làm việc cải thiện cuộc sống nhưng mấy thằng này lại bán rượu chống đối. Ba máu sáu cơn, anh tát cho thằng bán rượu một phát lần mặt, không ngờ rằng hắn lại chính là đàn em của Johan. Bố vợ sau khi biết được chuyện này thì vô cùng sợ hãi. Ông nói rằng Hasa quá liều lĩnh vì anh sắp mang tai họa đến cho dân làng. Thì ra 25 năm về trước, cũng có một chàng trai chính nghĩa như Hasa lúc này. Sau khi tốt nghiệp đại học trên thành phố, vì thương người dân vẫn còn phải suốt ngày bám theo đít con trâu, anh ấy đã quyết định quay trở về quê lập nghiệp. Với kiến thức đã được học, anh ta quyết định xây dựng một trang trại bò sữa để giúp dân làng có cuộc sống tốt hơn.
Thấy đàn ông trong thôn tối ngày say xỉn, anh đã khuyên mọi người nên bỏ thói quen làm bạn với ma men để chuyên tâm làm việc. Ấy thế mà kể từ đó, nhà nhà cơm no áo ấm không còn đói khổ. Tuy nhiên, việc bỏ rượu của người dân đã làm cho tên ác bá Johan không bán được rượu, bị phá hoại việc làm ăn nên hắn sinh ra ghen ăn tức ẻ. Tối hôm đó, hắn đã cho người tới trang trại phóng hỏa đốt chuồng bò. Những công nhân đang ngủ không chạy thoát cũng đã vô tình trở thành món nướng bóng đêm. Sự việc này đã khiến người dân trong thôn hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng không phải là tỉnh ngộ để phản kháng mà lại hùa theo cái ác. Bọn họ chỉ trích anh ta rằng nghèo thì đã nghèo rồi nhưng ít nhất thì còn sống, giờ thì hay rồi, chôn chung một hố hết rồi còn đâu. Không những thế, người dân trong thôn còn đổ hết tội lên đầu khiến anh ta phải vào trại giam bóc lịch. Nhiều năm sau, anh ta được ra tù nhưng trở nên lạnh nhạt vô tình. Dựa vào trí thông minh của mình và lên thành phố, anh ta đã thành lập công ty trở thành tỷ phú giàu có nhất Ấn Độ nhưng không bao giờ trở lại nơi này nữa. Còn thôn làng thì vẫn bị tên cường hào Johan thống trị, bóc lột suốt 25 năm qua. Ngôi nhà mà Hasa đang ở cũng chính là ngôi nhà của anh ta. Hasa nghe xong câu chuyện thì vô cùng ngạc nhiên bởi vì người trưởng thôn nói không phải ai khác chính là bố già của anh. Bảo sao cô nàng Charu khi biết cha thế của Hasa lại một mực đòi chia tay, biết được sự thật này, trong lòng Hasa có một sự đả kích không hề nhẹ. Tuy nhiên anh không hề sợ hãi mà sẽ thực hiện những điều mà trước đây cha mình chưa làm được. Đúng lúc đó, thằng anh trai làm bộ trưởng của tên Johan quay trở về làng, gì trừ cái lũ này xuất hiện chỉ có mang tai họa cho người dân mà thôi. Thì ra thằng bộ trưởng này nghe ngóng được chính phủ chuẩn bị làm một con đường cao tốc cạnh ngôi làng này. Chính vì vậy, thời gian tới giá đất sẽ tăng lên gấp 100 lần, bọn chúng sẽ mua đất của dân với giá thấp, không mua được thì cướp, không cướp được thì giết, sau đó sẽ bán lại để kiếm vài tỷ tiêu đến cuối đời cũng không hết. Bên cạnh đó, cô nàng Charu vẫn tỏ ra lạnh lùng với Hasa, vẫn cho rằng anh làm tất cả chỉ vì tán tỉnh cô mà thôi. Nhưng vào một ngày nọ, khi thấy một gia đình muốn chuyển đi nơi khác sinh sống thì Hasa đã đứng ra thuyết phục. Với tình yêu chân thành của mình dành cho ngôi làng này, anh đã giúp cho gia đình đó hồi tâm chuyển ý, cùng ở lại chung sức xây dựng nơi đây. Điều này đã làm cho người đẹp hoàn toàn có cái nhìn khác với Hasa. Cô nhận ra rằng tấm lòng của anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật và anh dành tình cảm cho nơi này có lẽ còn nhiều hơn bất cứ người dân nào trong làng. Ngày hôm sau, Charu chủ động rủ Hasa tới nhà người dì xin ít lá ngón để nấu cơm trưa. Tuy nhiên người dì lại đau buồn nói rằng muốn hái bao nhiêu thì hái, ngày mai nơi này sẽ thuộc về tên bạo chúa Johan mất rồi. Thì ra hắn ta đang cho đàn em thực hiện kế hoạch đe dọa bắt người dân bán đất giá rẻ. Hasa nói nhẹ chúng không nghe, anh bẻ tay rồi đấm một phát vào mạn sườn khiến hắn bay xa 3 mét. Mấy thằng còn lại khiếp vía đành vác thằng bạn đánh bài chuồn. Biết được tin này, hai anh em nhà lão già Johan vô cùng tức giận. Hắn dùng khổ nhục kế bắt cô nàng Charu đến vườn xoài để ép anh rồi thanh lý môn hộ. Hasa đâu phải loại người ham sống sợ chết, với giam ba cái lũ rơm rơm này thì làm gì có cửa khiến anh chùn bước. Hắn nói rằng, ông già mày lắm tiền nhiều của nhưng hôm nay cũng chẳng cứu được cái mạng chó của mày đâu, để tao chụp cho mày cái ảnh thờ bằng con iPhone 14 Pro Max cho nét nha. Hasa đáp lại, ông tưởng tôi sợ cái mồm thối của ông sao, mấy thằng rơm rơm này một đấm thì thiếu, một đá thì thừa. Vừa dứt lời thì một thằng lùn xông tới nhưng cái kết thì hết cả hồn. Có lẽ thằng bộ trưởng mới về còn chưa nếm được mùi sức mạnh của Hasa kinh khủng tới bước nào. Dùng một thằng quăng chết ba thằng và một phát thì người quay như đĩa hát, đá một phát thì cắm mặt vào gốc cây, ném một phát thì như đi vào lòng cát. Không thằng nào có thể vượt qua được một đấm của anh, thằng nào thằng nấy nhau tới cứ phải gọi là vỡ hết cả alo. Chỉ phút mốt, hai anh em Johan đã phải khóc một dòng sông, trơ mắt anh nhìn Hasa đưa người đẹp ra về. Đã thế còn xách theo một chùm xoài về dầm muối ớt Tây Ninh. Thôi keo này ta bày keo khác, để đối phó với Hasa, bọn chúng lại bắt đầu lên một kế hoạch mới thâm độc hơn. Ngày hôm sau, Hasa ra hồ nước thì bất ngờ phát hiện ra những thằng bạn thân của mình đang phơi xác ở nơi này. Thấy một người bạn vẫn chưa oảng, Hasa lao tới thì bị một thằng cán trộm phía sau đâm một phát vào lưng. Thì ra đây là một cái bẫy mà lão già Johan đã gài để truy sát Hasa. Anh bị thương nhưng vẫn bẻ cổ một thằng rồi phang cho một thằng chấn thương sọ não. Thằng còn lại bỏ chạy dụ anh vào rừng sâu. Bất ngờ bọn mai phục sẵn chui lên từ lòng đất, chúng bao vây Hasa đông như kiến cỏ. Không may Hasa lại bị chém một phát vào ngực vô cùng đau đớn. Anh biết rằng không lấy mạng bọn này thì chúng cũng sẽ lấy mạng mình nên ra tay vô cùng hung bạo. Vết thương thì đang chảy máu nhưng Hasa vẫn như con mãnh hổ đánh bắc dẹp đông một cách ảo ma Canada, dùng gạch bay người và thẳng mặt cho một thằng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Những tuyệt kỹ anh đã học được ở Thiếu Lâm Tự nay phải phát tiết ra toàn bộ và sấp mặt chốt hạ được thằng cuối cùng thì cũng là lúc Hasa kiệt sức. Vết thương của anh mất quá nhiều máu khiến anh ngất trên cành quất. Dân làng phát hiện đã nhanh chóng đưa Hasa tới bệnh viện cấp cứu. Cô nàng Charu vì quá thương xót người yêu nên đã nói ra tất cả. Lúc này trưởng thôn mới ngớ người khi biết rằng ân nhân của làng lại chính là con rể tương lai của mình. Không ngờ rằng con gái mình và nam chính lại yêu nhau sâu sắc. Một lúc sau, ông bố của Hasa cùng gia đình cũng xuất hiện. Trưởng thôn nhận ra ngay đây chính là thằng bạn của mình năm xưa. Ông lại không ngờ lần hai khi biết đây chính là bố của Hasa. Quá đau xót cho con trai, bố của Hasa nói rằng các người vẫn như xưa, cho dù thôn làng thay đổi thì các người vẫn không hề thay đổi. Trước đây là ta cống hiến rồi bị các ngươi tống vào tù, bây giờ là con trai ta cống hiến thì lại sắp ỏi ý e. Sau đó, ông chắp tay cầu xin dân làng hãy trả lại thằng con trai duy nhất cho ông. May thay được ông bà dưới suối vàng và lão đạo diễn gánh còng lưng, Hasa đã qua cơn nguy kịch.
cuối cùng anh cũng tỉnh lại, bố già thề là phải dẫn con trai đi, không thể để những người ở đây hại gia đình ông thêm một lần nữa. Dù rất buồn nhưng Hansa không thể làm gì khác. Biết được tin này, anh em nhà cường hào Johan vui như bố để em bé, bọn chúng ngay lập tức lộng quyền cho đàn em bắt tất cả các gia đình trong thôn bán đất cho chúng, ngay cả trưởng thôn cũng không ngoại lệ. Còn về phía Hansa, anh về thành phố tiếp quản tập đoàn trăm tỷ của cha mình, tuy nhiên lại chẳng hề vui vẻ, biết rằng bà con chắc chắn sẽ phải sống trong bóng tối nên Hansa trong lòng nặng trĩu không thể nở một nụ cười, không thể nhịn được nữa. Hansa đành thành thật với ông Bo và gia đình, anh nói anh phải quay trở lại quê hương dù có phải hy sinh mạng sống của mình, đó cũng là tâm nguyện của anh và cũng là giấc mơ hồi trẻ của ông Bo đang còn dang dở. Lần này anh phải diệt cỏ tận gốc, kết thúc cơn ác mộng của thôn làng mấy chục năm qua. Ngạc nhiên thay khi lần này ông Bo đã hoàn toàn thấu hiểu Hansa, ông không ngăn cản anh nữa mà lại mỉm cười rồi hoàn toàn ủng hộ. Ông nói con không những giỏi mà còn là một người tốt hơn cha rất nhiều, cha tự hào về con. Sau đó hai người ôm nhau thay lời tạm biệt, mẹ anh cũng nói rằng bà rất vui khi sinh ra một người con có lòng thương người như anh. Ngay sau đó, Hansa lập tức quay trở về thôn làng, anh đến thẳng nhà máy sản xuất rượu của thằng Johan. Tại đây, hắn và thằng anh trai đang chuẩn bị bán đất của dân làng cho một nhà đầu tư. Hansa đạp bay một thằng khiến nhà đầu tư sợ chạy mất dép. Anh nói rằng, tao sẽ giúp hai thằng mày làm tướng cướp, nhưng chỉ khác sẽ làm ở dưới địa phủ mà thôi. Anh biết rằng không giết hai anh em thằng này thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Ngày hôm nay, anh sẽ cho tất cả bọn này phải chôn chung một hố. Chân của anh cứ như máy chém, sút pha nào là chết pha đó. Johan xông tới bóc cổ thì bị anh đấm cho tơi bời khói lửa, vớ được chiếc ốc vít to như tổ bố. Hansa cuột cho chúng không trượt pha nào, cứ nhau vào là chấn thương sọ não, đánh từ trong ra ngoài, chấp hết các loại gió mùa, một mình anh cân tất. Cuối cùng là đến hai anh em nhà Johan, anh tung người và một phát mu bàn chân cho hắn đập mặt xuống đất. Thằng anh bộ trưởng thì bị ăn ngay một phát ốc vít vào thái dương. Sau khi đánh cho chúng thành người có máu mặt, anh hất đổ những bình xăng lênh láng khắp nơi. Sau đó tiểu lý phi đao làm chập điện, tạo nên một vụ nổ biến nhà máy rượu trở thành một mồ chôn tập thể. Hai tên cường hào ác bá cùng với lũ đàn em chính thức về với đội của thịt hun khói. Cuối cùng anh nói với người dân rằng nhà máy bị tai nạn chập điện nên phát nổ, chỉ có anh và người dân thoát ra được, còn lũ côn đồ ăn ở thất đức nên ông trời không độ nổi. Cuối cùng cuộc sống nơi đây đã chính thức được bình yên, Hansa sống hạnh phúc cùng cô nàng Charu xinh đẹp. Hai ông bạn xưa kia giờ đây lại quay trở về ngôi làng và trở thành thông gia của nhau. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, chỉ có tình yêu thương và sự chân thành giữa con người với con người mới giúp cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Mỗi người sinh ra mỗi số phận và mỗi bộ óc khác nhau, không phải ai cũng thông minh để kiếm được nhiều tiền. Vậy nên khi nào chúng ta có thể giúp đỡ được những người xấu số hơn mình thì hãy cứ hành động, bởi lẽ cho đi là còn mãi. Nhưng những thằng đã lười làm mà còn hay ăn lại thích ăn bám người khác thì chỉ có cho ăn cái đầu gà. Vay tiền mà thất hứa không trả thì chỉ có lộn cái bàn. Mấy ông hôm trước qua quán phở nấm nhà Mọt ăn thì cho xin cái review cái nào, còn chưa đến thì hãy qua ngay tại địa chỉ số 10 khu đô thị Gelem Simco trên mặt đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.